Chào mọi người nha. Thì hôm nay cái khu của cảnh nuôi cá nó có biến mọi người. Cảnh đang ngủ luôn thì để chuẩn bị tối đi làm á. Nay là cảnh làm ca đêm thì đang ngủ nè. Xu nó vô kêu giật bứng người luôn. Nó kêu ở ngoài đây có chấn động luôn, có cái con gì. Thì hồi cảnh biết rồi, cảnh biết con đó con gì rồi. Hôm nay thì khu vực nuôi cá cảnh có một cái con là đột nhập vào nguy hiểm cho những người nuôi cá giống như cảnh. Thì mọi người theo con gì nha. Theo cảnh đi vô khu vực nuôi cá của cảnh nha mọi người. Xu nó thấy nó hốt hoảng luôn rồi, nó không biết con gì nữa, nó vô la làng quá trời luôn. Thì cảnh đi ra rồi cảnh sẽ chia sẻ cho mọi người là cách phòng nó, đừng để cho nó vô khu vực cá, nhất là nuôi ngoài trời. Thì nó nuôi ngoài trời mọi người biết cái động vật, cái con gì đúng không mọi người? Rồi giờ đi mình sẽ đi vô. Đi đường này, xuống đi đường này, vô đường này đi. Vô đường cũ nè. Bảy văn nó chơi lưới kia nó chạy. Nó chạy nó đứng đó chơi. Bởi giờ cậu thấy nó rồi là cậu sẽ phòng nó. Nó che toàn tay ngủ lẳng luôn rồi kìa. Nó thấy nó vô đây nè mọi người. Kìa mùa khô này thì mọi người nó rất là nhiều luôn. Nó ăn cá. Nó vô đậu đâu Xu? Đó nó vô. Nó đậu đâu? Cái hồ này phải không? Đó nó thấy cá lâu nhanh mọi người, hơn là cái hồ của cảnh nó nuôi ngoài trời á. Nó lên màn quá trời, lên màn phèo phèo quá trời luôn. Vậy mà nó cũng vô rồi. Mấy bữa nay là hay ra thăm hồ cá rồi thấy cá nó nhát. Cũng nghi rồi. Đó mọi người thấy không? Khu vực đó. Không, nó thoát không được đâu. Bảy đưa đây con quay cho. Bảy đưa đây con quay nó cho. Đây, để cảnh đi cậu đi ra đâu đây nè. Nó nằm mà dính, nó dướng ở trong khúc này nè mọi người. Nó dướng, đó kìa, cái đầu nó lúi vậy kìa. Đây, cảnh sẽ quay. Phải quay từ xa thôi chứ cảnh không dám quay gần nha mọi người. Thông cảm, tại YouTube nó không động vật á, nên không có cho quay gần được. Cảnh đứng ngoài, cảnh quay xa đâu. Nó dướng cái hướng này. Đó, đây là đó mọi người thấy không? Nhân vật chính nè. Cuối cùng thì cũng bắt được ngươi nè mọi người. Đó. Thấy chưa? Đó, nó đó. Thôi được. Đó. Nó kêu đây là mấy con cò mọi người, con cò dán thì cái mùa khô này á. Đi chui ra được này nè. Chui ra luôn. Nè, chui này sao? Ôi da. Thì cái lưới này mình văng nó không có thoát được mọi người. Mày rồi nó không giữ rồi, nó không giữ rồi Xu ơi. Cái mỏi này nó bắt cái này. Không giữ à? Mày không giữ quá, bị dưới đây là ráng rồi. Ngu chi. Ngu chi. Thôi nha. Tôn. Tao giết mày chó. Trời, sao mà ở ngoài nó đi được kia đây thì không, tại vì nó chui vô nó ăn cá xong rồi nó thấy con cái nó hốt quảng nó chạy nó dướng vô luôn. Trời, cái cổ nó dài dữ hả? Rồi tới bệnh viện. Thằng chi nãy mới đi ra cái thấy nó tắt cái bực xong rồi cái thấy con cái nó chạy tùm lum, nó quảng, nó quảng chạy tùm lum cái cắm đầu chổng luôn. Trời ơi, cái móng nó dài quá, lát vô phải tỉa móng nó lại cái được. Dạ, cá thấy cá núp lùm không là hiểu rồi. Cá núp lùm. Có anh em mày không, gọi anh em mày lại đây tao lấy luôn một lượt. Cuối cùng là cũng bắt được ngươi. Được chưa? Chưa. Trời, cái móng dài quá, dướng vô rồi. Móng nó dữ rồi đây mọi người. Thấy sợ quá. Dạ, đồ ơi, nó gấu dữ chân đau hết á. Nó chết bà chưa. Mày thả ra đi con. Thả ra. Trời đất ơi. Trời, cái móng nhọn mà nó quấn vô tay mình, nội ơi. Cái... đây là mọi người, đây là con cò này gọi là cò gián nha. Thì cái mùa khô này ở khu vực cảnh á,
thì nước đồ dù hào đồ dù đồ nó khô á thì nó sẽ kiếm cá nó ăn tại những cái hố nào mà nó cạn nước á, có cá nhỏ đó, nó sẽ ăn. Và anh em mà nuôi cá ngoài trời nó cũng thấy cá nó sẽ vô, thì tốt nhất là mọi người nuôi ngoài trời hãy sử dụng lưới lan hay là lưới răng mình phòng ngừa nó để tránh nó ăn cá mình nha mọi người. Giờ sẽ đem đi vô mình xử lý nó luôn xung quanh để nè nè mọi người có cái mỏ đó nè. Giờ sọc quá mọi người, thấy nó ăn dính miếng riêu rồi, thấy riêu không? Thấy rồi. Dính miếng riêu mỏ luôn, vậy là nó mới ăn cá của Cảnh xong á. Dạ Cảnh sẽ vô xử lý nha mọi người. Thì Cảnh hôm nay Cảnh làm cái video ngắn gọn thôi để chia sẻ mọi người là cách phòng ngừa cá mùa khô khi mình nuôi cá ngoài trời nó sẽ bị những cái tác hại, những cái con động vật phía bên ngoài nó sẽ xâm nhập vào trại của mình. Thì nhìn cái con này thấy ghê chứ. Cái mỏ nó cái mỏ nó rất là dài luôn mọi người, nhọn lắm nha. Thì khi mọi người bắt nó thì mọi người tránh, đừng có để cho nó sợ không có đầu nó. Cái đầu nó, cái mỏ này nó mổ vô mắt mình á là xong rồi, xong con mắt mình luôn. Mình sẽ nắm cái mỏ lại cho an toàn. Thôi giờ Cảnh xin tạm dừng cái video tại đây nha. Sắp tới thì Cảnh ra một cái video đặc biệt trong sự nghiệp, trong một cái khu vực nuôi cá của Cảnh luôn, là một cái bước đà mới để Cảnh đi sâu hơn nhờ cái khu nuôi cá của Cảnh. Mọi người hãy chờ đón cái video đó sắp tới nha mọi người. Đây thôi giờ Cảnh sẽ vào rồi tắm rửa ăn uống đi, chuẩn bị đi làm tiếp khu mọi người rồi. Và mọi người xem kênh nhớ ủng hộ kênh của Cảnh, cũng như sắp tới thì ủng hộ cá bên Cảnh tiếp tục nha mọi người. Bye bye.